Chào các bạn, sau đây thì mình xin được giới thiệu về Poonexus, ứng dụng kết nối cố vấn tài chính đầu tiên tại Việt Nam. Poonexus được ra đời xuất phát từ mong muốn giải quyết một vấn đề chung của rất nhiều người dân Việt Nam hiện nay khi đương đầu với các vấn đề về tài chính và tiền bạc, đấy là không biết tìm chuyên gia đâu mà hỏi. Poonexus thì sẽ mang đến một nhóm giải pháp cho những người tiêu dùng tài chính này. Trước hết đó là kết nối họ một cách trực tiếp tới các cố vấn tài chính có chuyên môn và nhiều năm kinh nghiệm. Và những người sử dụng Poonexus là cũng sẽ nhận được những chia sẻ kiến thức thông qua những bài viết và những nhiều kênh thông tin khác. Poonexus cũng sẽ cung cấp cho người sử dụng những bộ công cụ để quản lý tài chính cá nhân một cách hiệu quả. Và cuối cùng, Poonexus hướng tới trở thành một thị trường chung để cho những người tiêu dùng tài chính và những nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ tài chính có thể gặp được nhau thông qua một nền tảng tin cậy với sự hỗ trợ của các cố vấn. Và cách thức hoạt động của Poonexus thì cực kỳ đơn giản. Mình tạo một profile trên hệ thống và sau đó chia sẻ những khó khăn, những mong muốn tài chính mà mình đang có và hệ thống sẽ kết nối bạn tới một chuyên gia với những cái kinh nghiệm và những cái năng lực chuyên môn phù hợp để cùng nhau giải quyết các vấn đề và đạt được cái mục tiêu tài chính của người sử dụng. Và trong cái thời điểm hiện tại thì Poonexus sẽ hướng tới tập trung vào đối tượng khách hàng là những người trẻ từ 25 đến dưới 40 tuổi với một cái thu nhập ổn định từ 20 đến khoảng dưới 100 triệu một tháng, sinh sống và làm việc tại những đô thị lớn. Hệ thống của Poonexus thì hiện nay thì đã xây dựng xong, có thể phục vụ được khoảng với 10.000 khách hàng với 400 cố vấn tài chính. Và trong những cái năm đầu tiên, trong 1 đến 2 năm đầu tiên thì là Poonexus hướng tới sẽ xây dựng hoàn thiện hệ thống và sản phẩm và có một cái lượng khách hàng khoảng 10.000 khách hàng vào cuối năm thứ 2. Và với cái doanh thu được dự báo như vậy thì là Poonexus sẽ thu hồi vốn đầu tư cho đến thời điểm hiện tại và vào khoảng tháng thứ 18. Những cái chuyên gia và những cái đội ngũ thành lập Poonexus thì đều là những chuyên gia. Anh Mẫn, CEO thì hiện nay đang là trưởng phòng tại một ngân hàng thương mại tại Hà Nội. Miss Đinh Thanh Vân thì là trưởng khoa tài chính ngân hàng của trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội và rất nhiều thành viên khác. Hy vọng các bạn sẽ đầu tư vào Poonexus.